trong ngày 15 tháng 11, tỉnh Thừa Thiên Huế mưa to. Nhiều khu đô thị, khu dân cư bị ngập lụt, chìm trong biển nước mênh mông. Đến chiều 15 tháng 11, mưa ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Nước lũ trên các sông vẫn ở mức báo động 3 khiến nhiều khu đô thị, khu dân cư ở Huế bị ngập lụt nặng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, toàn thành phố Huế có 80% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập lụt. Các tuyến đường khu vực Bắc Sông Hương, Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ngập bình quân 0,3 đến 0,5 m. Các tuyến đường khu vực Nam Sông Hương, Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tô Hữu, Lê Minh, Phan Anh ngập bình quân 0,3 đến 0,8 m. Toàn tỉnh có trên 14.800 căn nhà bị ngập, đã sơ tán hơn 2.200 người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Dự báo trong 6 giờ tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Tình hình ngập lụt ở các khu vực trũng thấp, các khu dân cư ven sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu dự báo sẽ còn kéo dài.